thứ sáu, tuần thứ nhất mùa vọng. Lễ thánh Francisco Xavier. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marco, chương 16, từ câu 9 đến câu 18. Sau khi sống lại, vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước với bà Maria Magdala là kẻ đã được người trừ cho 7 quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói, người đang sống và bà đã thấy người, các ông vẫn không tin. Sau đó, người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông khi họ đang trên đường đi về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. Sau cùng, người cũng tỏ mình ra cho chính nhóm 11 đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng. Bởi lẽ, các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy. Người nói với các ông, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ. Còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhưng danh thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, những bậc cha mẹ yêu thương con cái, trước khi từ trần, họ thường để lại cho con cái gia sản và những lời trăn trối quý hóa. Và một người con hiếu thảo sẽ trân trọng, khắc ghi và thi hành những lời nhắn nhủ này để làm rạng danh cha mẹ. Tương tự vậy, tin mừng mà giáo hội cho chúng ta nghe trong ngày lễ kính Thánh Francisco Xavier hôm nay, nhắc lại lệnh truyền của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ thân yêu trước khi người về trời. Đó là, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Như thế, lời của Chúa Giêsu đã chỉ rõ ràng, việc rao giảng tin mừng không hề có biên giới, cũng không phân biệt màu da hay chủng tộc, tầng lớp xã hội gì cả, nhưng là đi khắp tứ phương thiên hạ để loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Điều này có nghĩa là tất cả mọi người đều có quyền được thông chia phần phúc đón nhận tin mừng. Cho nên, các tông đồ phải ra khỏi môi trường Do Thái khép kín của mình để nói cho muôn dân biết tin vui Chúa Giêsu đã chết nhưng nay người đã sống lại để ban ơn cứu độ cho nhân loại. Nhận được lệnh truyền này, các tông đồ đã ra đi rao truyền chân lý cứu độ không mệt mỏi. Các ngài đã chấp nhận mọi cực hình, mọi gian lao vất vả, kể cả việc hy sinh chính mạng sống của mình, miễn sao danh Chúa Kitô được rao giảng. Và các vị thừa sai, cụ thể là Thánh Francisco Xavier mà chúng ta mừng kính hôm nay, cũng đã hăng say tiếp bước hành trình truyền giáo của các tông đồ để đem đức tin đến cho mọi người. Thánh Francisco Xavier chính là hiện thân của tin mừng phổ quát, không biên giới. Ngài nhận ra giá trị đích thực của tin mừng và bổn phận của một người tôi tớ Chúa phải rao truyền tin mừng ấy, nên đã từ giả vinh hoa phú quý để rong ruổi trên những nẻo đường xa lạ, để chia sẻ và cảm thông sâu xa với mọi người nghèo khổ, bất hạnh thuộc mọi chủng tộc, mọi quốc gia. Nhận được tin vui, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng muốn chia sẻ tin ấy cho người khác. Biết được kết quả thi đậu, hẳn ta sẽ gọi điện báo cho những người thân yêu hoàng quan tâm lo lắng cho ta. Một sinh viên tìm được một quán cơm ngon hợp với túi tiền cũng sẽ giới thiệu cho bạn bè cùng phòng trọ hay cùng trường.
đặt mình đối diện với lệnh truyền lên đường của Thầy Giê-xu. Liệu chúng ta hôm nay đã làm được những gì cho sứ vụ truyền giáo của giáo hội, của giáo xứ và của bản thân mình? Lạy Chúa Giê-xu, đứng trước lệnh truyền của Chúa, chúng con sẽ làm gì và phải trả lời sau đây? Chẳng lẽ chúng con lại muốn bưng bích tin vui cứu độ cho riêng mình? Hay là tin vui mà các tông đồ hăm hở loan báo, đến nỗi liều hy sinh mạng sống lại không có sức thuyết phục chúng con? Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin và lòng nhiệt thành cho chúng con, để chúng con cũng biết cộng góp vào chương trình cứu độ của Chúa. Amen.